Tài xế ô tô chạy trên cao tốc do nhà nước đầu tư sẽ phải trả phí thấp nhất 900 đồng, cao nhất 5.200 đồng mỗi km theo Nghị định 130-2024. Nhằm hướng dẫn thực hiện luật đường bộ, chính phủ vừa ban hành Nghị định 130-2024 quy định thu phí phương tiện lưu thông trên cao tốc thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện, chủ sở hữu và trực tiếp quản lý khai thác. 5 nhóm xe phải chịu phí sử dụng cao tốc chia làm hai mức, trong đó mức 1 áp dụng đối với cao tốc đã hoàn thành, đạt tiêu chuẩn. Mức 2 áp dụng với cao tốc chưa đạt tiêu chuẩn, chưa có chạm dừng nghỉ, đường gom, làn dừng khẩn cấp. Mức phí cụ thể như sau, đơn vị đồng trên km. Phương tiện chịu phí, xe dưới 12 chỗ, xe tải dưới 2 tấn, xe buýt vận tải hành khách công cộng, mức 1, 1.300, mức 2, 900.

mức 1 5.200, mức 2 3.600. Nghị định có hiệu lực từ ngày 10 tháng 10, nhưng hiện Bộ Giao thông Vận tải chưa thông báo ngày bắt đầu thu phí. Cục Đường Bộ Việt Nam ước tính số phí thu các tuyến cao tốc do nhà nước đầu tư có thể đạt 3.210 tỷ đồng mỗi năm, nộp ngân sách 2.850 tỷ đồng. Tới đây, các tuyến cao tốc do nhà nước đầu tư đều được lắp đặt hệ thống giao thông thông minh, trong đó có thu phí tự động không dừng. Hiện 12 dự án cao tốc do nhà nước đầu tư đã đưa vào khai thác, có thể thu phí gồm Lào Cai Kim Thành, Hà Nội Thái Nguyên, Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, Cao Bồ Mai Sơn, Mai Sơn Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 Nghi Sơn, Nghi Sơn diễn Châu, Cam Lộ La Sơn, La Sơn Hòa Liên, Vĩnh Hảo Phan Thiết, Phan Thiết Dầu Dây và Mỹ Thuận Cần Thơ Luật Đường Bộ được Quốc hội thông qua ngày 27 tháng 6 năm 2024 đã bổ sung nhiều quy định về quản lý đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đường bộ, trong đó có thu phí sử dụng với phương tiện lưu thông trên cao tốc do nhà nước đầu tư. Sau khi hoàn thành đầu năm 2025, tuyến đường vào cảng Phước An sẽ thu phí từ 20.000 đến 110.000 đồng mỗi lượt ô tô, sau đó tăng dần. Ngày 16 tháng 10, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai thông qua mức phí đường vào cảng Phước An, huyện Nhân Trạch, đây là đường vào cảng lớn nhất Đồng Nai giúp xe từ cầu Phước An chạy qua Bà Rịa Vũng Tàu. Mức phí được chia làm 6 giai đoạn với 5 loại xe. Giai đoạn 1 từ nay đến năm 2027, mức thấp nhất qua trạm là 20.000 đồng một lượt với các xe dưới 12 chỗ, xe tải trọng dưới 2 tấn, xe buýt. Phí cao nhất giai đoạn này là 110.000 đồng một lượt, gồm xe từ 18 tấn trở lên và ô tô chở hàng bằng container 40 feet. Sau đó mức tăng dần theo 5 giai đoạn về sau, mỗi giai đoạn tăng hơn 10%. Phí thu được sẽ giao cho công ty trách nhiệm hữu hạn BOT Phước An, chủ đầu tư dự án tuyến đường vào cảng. Tỉnh yêu cầu công ty tổ chức điểm bán vé thuận tiện cho chủ xe tránh ùn tắc. Đường 319, cảng Phước An dài 5,8 km với kinh phí hơn 1.000 tỷ đồng, nối cao tốc Bến Lức Long Thành với cảng Phước An, dự án do liên danh công ty cổ phần đầu tư xây dựng Tuấn Lộc và công ty cổ phần xây dựng Hạ Tầng Hải An phối hợp thực hiện theo hình thức BOT xây dựng vận hành chuyển giao, vị trí trạm thu phí cách nút giao cao tốc Bến Lức Long Thành chừng 1 km. Cảng Phước An có quy mô 800 ha, tổng vốn đầu tư gần 20.000 tỷ đồng, dự kiến hoạt động vào tháng tới. Năng lực khai thác của cảng đạt 2,2 triệu tiêu và 4 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, đáp ứng tải trọng từ 30 đến 60.000 đi WT ra vào. Ngày 16 tháng 10, tại thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị tháo gỡ khó khăn vướng mắc và thúc đẩy phát triển hạ tầng giao thông khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đây là lần thứ sáu Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc trực tiếp với các bộ ngành địa phương, nhiều lần kiểm tra công trường, đôn đốc để kịp thời tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án giao thông trọng điểm khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Báo cáo với Thủ tướng, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Duy Lâm cho biết tại Đồng bằng sông Cửu Long đang triển khai 9 dự án giao thông trọng điểm quốc gia với tổng vốn đầu tư khoảng 106.000 tỷ đồng. 8 trên 9 dự án đang thi công, trong đó 6 dự án có kế hoạch hoàn thành trong năm 2025, gồm 4 dự án đường bộ cao tốc với tổng chiều dài 207 km. Hiện các nhà thầu đã huy động 6.500 nhân lực, 2.200 thiết bị, triển khai 450 mũi thi công. Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận đánh giá cao các địa phương, các bộ liên quan cùng các doanh nghiệp, nhà thầu, đơn vị tư vấn, giám sát, thiết kế đã rất tích cực làm thay đổi bộ mặt đồng bằng sông Cửu Long. Sau thời gian 3 năm từ khi bắt tay nghiên cứu triển khai các dự án cao tốc vùng đồng bằng sông Cửu Long, kết quả bước đầu cho thấy chúng ta đã biến khó thành dễ, biến cái không thể thành có thể, từ chỉ có trong ý tưởng đến có các dự án cụ thể, nhiều đoạn tuyến công trình cầu đã hoàn thành, các tuyến cao tốc đang định hình, mang lại triển vọng phát triển to lớn cho vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trước nhiệm kỳ này, toàn vùng chỉ có 39 km đường cao tốc, không có dự án nào được chuẩn bị đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, với sự quyết liệt của Trung ương và quyết tâm của các địa phương, từ nơi được coi là vùng trũng, cao tốc, thì đến nay, mạng lưới hạ tầng giao thông kết nối tại đồng bằng sông Cửu Long đã chuyển biến rõ rệt. Theo quy hoạch, đồng bằng sông Cửu Long sẽ có 6 tuyến cao tốc với tổng chiều dài gần 1.200 km, Hiện tại, khu vực này đã có 120 km đường cao tốc đi vào hoạt động, 428 km đang thi công và dự kiến hoàn thành vào năm 2025, cùng với 215 km đang trong giai đoạn nghiên cứu đầu tư. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ ra những tồn tại trong việc triển khai các dự án, đặc biệt là về giải phóng mặt bằng, cung ứng vật liệu và sử dụng cát biển vẫn còn lúng túng. Để đạt mục tiêu 600 km cao tốc vào năm 2025 và 1.200 km vào năm 2030, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung giải quyết dứt điểm ba vấn đề, giải phóng mặt bằng, di rời đường điện cao thế và cung ứng vật liệu. Thủ tướng nhấn mạnh ba quan điểm, giao thông phải đi trước mở đường, chỉ bàn làm, không bàn lùi, đảm bảo tiến độ và chất lượng, bàn để quyết, quyết là làm, làm phải có kết quả cụ thể, đo đếm được. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương căn cứ chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền, tập trung chỉ đạo phải có giải pháp bù lại tiến độ đã chậm và đặc biệt chú trọng giải quyết rứt điểm vướng mắc về giải phóng mặt bằng, di rời đường điện cao thế, cung ứng vật liệu, cát đá sỏi. Các địa phương cần tập trung hoàn thành giải phóng mặt bằng 100% trong tháng 10 năm 2024. Bên cạnh đó, cần tiếp tục quan tâm đến đời sống người dân tái định cư, đảm bảo điều kiện sống tại nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ. Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông Vận tải và các bộ ngành liên quan cần chủ động trao đổi, hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương để nhanh tiến độ cấp phép khai thác mỏ, đặc biệt không bàn hành các quy định gây khó khăn cản trở việc cung ứng cát, san lấp và cấp phối đá răm, làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án giao thông trọng điểm trong khu vực. Sân bay Cà Mau sẽ được xây mới đường cất hạ cánh dài 2.400m, rộng 45m, đường lăn, sân đỗ, máy bay, tổng vốn đầu tư 2.400 tỷ đồng, theo quyết định ngày 16 tháng 10 do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký, sân bay Cà Mau được nâng cấp mở rộng, đảm bảo khai thác máy bay A320, A321 và tương đương. Đường lăn và sân đỗ máy bay phía Nam sẽ được xây dựng, sân đỗ đáp ứng 3 vị trí đỗ máy bay. Nhà ga hành khách được mở rộng gồm 2 tầng với diện tích xây dựng 2.660m2, đón được 500.000 khách mỗi năm và có thể mở rộng đến 1 triệu khách khi có nhu cầu một số công trình phụ trợ được xây mới như đường nối sân đỗ máy bay mới về ga hành khách trạm cứu hỏa hàng rào an ninh đường vành đai vốn nâng cấp sân bay do nhà đầu tư là công ty cảng hàng không việt nam acv đảm trách tỉnh cà mau được giao kiểm tra giám sát việc triển khai dự án của acv phối hợp với bộ tài nguyên và môi trường chỉ đạo acv đánh giá tác động môi trường dự án bộ giao thông vận tải hướng dẫn acv hoàn thiện hồ sơ lập báo cáo nghiên cứu khả thi đảm bảo phương thức bay an toàn Sân bay Cà Mau có từ thời Pháp, quy mô cấp 3C, hiện đường cất hạ cánh dài 1.500m, rộng 30m, đáp ứng khai thác loại tàu bay thương mại loại nhỏ như ATR-72, tối đa 90 khách, Embraer E-190, 124 khách và tương đương. Nhà ga có công suất 200.000 khách mỗi năm. Nhiều năm qua, sân bay khai thác một đường bay Cà Mau, thành phố Hồ Chí Minh bằng máy bay ATR-72 và ngược lại, mỗi ngày một chuyến. Giữa năm 2023, Bamboo Airways khai thác chặng Hà Nội Cà Mau bằng máy bay MBO xong đã tạm dừng. Theo quy hoạch tổng thể ngành hàng không, cảng Cà Mau đến năm 2030 là sân bay cấp 4C tiếp nhận các máy bay tầm trung, công suất 1 triệu khách mỗi năm, đến năm 2050 là sân bay cấp 4C công suất 3 triệu khách mỗi năm.